Các bạn ơi, hôm nay cùng tôi bức tranh này nhá. Em mình sẽ có đám mây chưa? Mũ này mình sẽ tô màu xanh đậm. Còn cái mũ đội này mình sẽ tô màu này. Nhà, mái nhà mình sẽ tô màu đỏ. Bên dưới này mình sẽ tô màu xanh này. Tiếp theo mình sẽ tô bộ tay. Vậy là mình đã tô xong rồi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.